Hello anh em, có lẽ đây sẽ là cái vlog đầu tiên của mình. Ý tưởng này cũng đã khá là lâu rồi nhưng mà cho tới hôm nay mình mới có thể thực hiện được. Mình có chia sẻ trên live đó là đội bóng của mình hiện tại sinh hoạt một tuần 2 buổi, đó là vào thứ hai một buổi, vào thứ hai một buổi và thứ sáu. Và chắc hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi xem thử coi trận bóng hôm nay có gì đặc biệt hay không nhé. Mở đầu bằng câu nào nhỉ? Một trận bóng của Phúc Đô La sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng xem nha. Đầu tiên sẽ là chuẩn bị đồ, một đôi giày và một đôi vớ, chắc chắn là không thể thiếu được đúng không? Và thứ hai nữa sẽ là một bộ đồ màu vàng dự phòng, kiểu cuối trận thay ra cho người nó mát mẻ anh em. Và thêm nữa là một ít lúa, đã thua là phải chung chứ, không lẽ đã bằng tình cảm anh em nhỉ? Đây là con đường vào sân mình sắp có trận đấu, đường này thì mới được mở rộng ra cách đây 3-4 năm hay sao ấy, chứ lúc trước thì nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Anh em có để ý quán bia lặn không? Gần sân băng nữa thì quá đẹp rồi. Anh em đội bóng của mình lâu lâu cũng hay ghé quán ngồi ăn uống một tí, mà toàn thấy uống chứ chả thấy ăn. Hôm nào mà ghé thì y như rằng hôm đấy óc luôn. Đi thêm một chút xíu nữa thì đây rồi, rẽ phải vô là tới sân. Hello anh em nhé, hiện tại mình đã lên tới sân rồi và đội mình hình như chưa ai đến hết đó. Tính ra là bên đội bạn mình còn đá. Đây này, mình quay cho mọi người xem nhé. Giờ cũng gần 6 giờ rồi, trời hôm nay thì cũng mới mưa xong nên nhìn có vẻ hơi tối. Chứ ngày thường không mưa ấy, thì giờ sáng trưng luôn. Ok, giờ vô sân và khởi động thôi nào. Đây rồi, hôm nay thì mình mặc áo đỏ, quần đen và cú chạm bóng đầu tiên. Nhìn là thấy có chỉ số ảnh tinh tế rồi đó. Nope. Thường thì trước khi vào trận mình hay rủ mấy anh đá bóng ma. Trước mình ở dưới Biên Hòa ấy, thường gọi là bóng khỉ, còn chỗ anh em gọi cái này là gì nhỉ? Ok, và cùng vào trận thôi nào. Đội bạn sẽ là đội ra bóng trước. Đội mình có tình huống tấn công đầu tiên nhưng đã bị thủ môn rất bài được. Tinh tế nó là có thừa trong tình huống này. Tốc độ cũng là có thừa trong tình huống này. Nope. Pha này ông anh mình chưa có chủ động nên nhìn có vẻ hơi rướn. Nếu như là phút của 3-4 năm trước thì đó hẳn sẽ là một cú sút rồi. Kinh nghiệm là có thừa trong tình huống này. Bàn thắng đầu tiên dành cho đội mình, một pha che tầm nhìn của thủ môn. Anh em hạn chế đi những pha bóng dài như vậy để tránh chấn thương nhé. Một pha thoát pressing, bút quét cũng chỉ làm được như thế. Pha này là mình cố tiền truyền chứ không phải là đờ bóng hịt đâu anh em nhé. Ok,
Một cú sút không thể nào có cơ hội dành cho thủ môn. Chân trái vẫn có thể làm tốt công việc chuyền tròn, chuẩn 255 chưa anh em nhỉ? Chỉ một phút lơ là của đội bạn và đương nhiên rồi, bàn thắng là điều không thể tránh khỏi. Bắn hơi trơn nhưng mình vẫn cần control được trong tình huống này. Một pha phối hợp tốt nhưng tiếc là đội mình vẫn chưa thể nào tận dụng được cơ hội. Một pha khá là bất cần của thủ môn và tỷ số là 1-1. Một pha phối hợp nhanh, nếu đường chuyền đó qua thì có lẽ đó sẽ là một bàn thắng rồi. Bóng hơi trơn. Một pha tận dụng cơ hội không tốt của mình. Nếu đó là một đường chuyền dành cho mình thì thủ môn sẽ phải vào lưới nhặt bóng rồi. Đỡ bóng bổng thì Marcelo cũng chỉ có là như thế. Pha này thì mình thấy thủ môn dâng qua để bắt bài rồi nên mình quyết định sút luôn, mà tiếc là không vào. Tầm nhìn nó cũng chỉ là như thế. Nope. Chỉ số ẩn thắng chuyền bóng chắc không làm anh em thất vọng chứ nhỉ? Hướng dẫn hút thuốc đúng cách. Nope. Tiếc là pha bóng này tiền đạo vẫn chưa tận dụng tốt. Nope. Vlog hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé.